Mê hồn than. Mê hồn than như tứ đổ tường, nhiều người mê đắm khó thể buông, hút thuốc học bài mờ tâm trí, đắm nghiền tủ sắt tự trói thân. Nếu ai thoát khỏi bốn tật này, chính là Như Lai Từ Tại Vương. Một chàng sinh viên khoảng 20, hướng Hòa Thượng Diệu Pháp nêu thắc mắc. Vì kiếp trước đời sau, hồi nhỏ con có nghe bà nội kể qua, nói rằng hễ diêm vương cho người nào đầu thai, thì trước tiên bắt họ uống một chén mê hồn than của mạnh bà, uống xong thì quên hết mọi chuyện đời trước. Xin hỏi sư phụ, thật có chuyện uống canh mê hồn này không ạ? Hòa Thượng Diệu Pháp đáp. Ta nói có hay không, đều chẳng thể đưa ra bằng chứng cho con. Hãy nghĩ xem. Hiện tại người thế gian, trước đây là oan gia với nhau, nhưng họ có thể vì tiền mà sẵn sàng vùi quên oán hận quá khứ để bắt tay hợp tác. Vậy là thù có thể hóa thành bạn. Có kẻ vốn là bằng hữu thân thiết như tay chân, cũng vì tiền mà lật lọng trở mặt phản nhau thành thù, thậm chí dẫn tới anh chết tôi sống thì một mất một còn. Đây đều là do uống phải mê hồn than tiền của mạnh bà mà quên hết tất cả. Diệt Dương Câu Tiễn vì muốn báo thù Ngô Phù Sai, cho nên phải nằm gai nếm mật. Không lẽ ông thật quên mối nhục trong quốc mà chịu theo hầu hạ phục dịch Ngô Phù Sai? Đây chỉ là giả vờ, dối trá thôi. Vì tận đáy lòng Diệt Dương, ông đầy thù oán, chỉ đợi thời cơ rửa hận. Không phải là không báo thù, mà vì thời chưa tới. Một sinh mạng, sau khi đầu thai chuyển thế, có nghĩa là chỉ hoán đổi cái đẩy da thúi bên ngoài thôi, về hình dấp xem như có thay đầu đổi mặt. Thực đó, nhưng thần thức gá nương bên trong xác thân tứ đại giả hợp này, đối với quá khứ vẫn biết rõ một cách khách quan, rằng nên hướng ai báo ân, hướng ai đòi nợ. Vì vậy mới có câu, thiện được thiện báo, ác hữu ác báo. Do nghiệp lực dẫn dắt, hễ cần đến thì nhất định phải đến, cần đi chắc chắn sẽ đi, quyết không thể vì ưa ghét của bạn mà thủ xả tăng giảm. Cho nên, bị mê hồn than làm lú lẫn, chính là bị tập khí, tham, sân si, che lấp Phật tính vốn có, khiến cho chúng sinh phải điên đảo, lưu chuyển trong sinh tử. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha!